Dạ rồi con xin thả số tôm thẻ, tôm gì nữa đây ta? Tôm thẻ, tôm sú và tôm chì và tép. Dạ. Cá hồi hướng cho Bồ Tát Như Ý Cát Tường. Bây giờ mình sẽ xuống nước để mình coi nó bơi dưới nước. Rồi cảm ơn bạn nha. Hay quá. Có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại phóng sanh tiếp nha. Các anh ủa là mấy anh này mới vừa đi luôn hả ta? Đi cùng mà nãy giờ hớt được một vỏ hả? Tàn rác không hả? Ủa giờ mấy ổng qua kia hả?